Mới để cho dân biết mà tu, để cho người ta tu theo mình, chứ còn cái chuyện tới thì nó cũng chưa có tới mà nó cận rồi. Cũng như mà thầy ổng có nói đó, tôi nhắc qua giảng thầy nè, là nói mèo kêu ba tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê lao sao vậy, chứ chưa có nổi giặc tới cái năm mèo rồi, năm thìn đó mới tới đó. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến rừng rồng rắn mấy mấy máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại lá con dê khắp trong trần hạ, nhiều bề gian lao khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng, nó nhắc ra nước mắt rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung, gió lai thì cội gây rung, phương Nam có giặc thung dung ai ngờ. Là bây Đúng rồi. giờ ở phương mình đây nè, cái nước nào cũng vô đây trên phương Nam nè, có giặc thung dung ai ngờ. Đúng rồi. Rồi thì vô đây thì nó 18 nước sau, mà khi mà cái tiếng nổ qua tâm năm tên trị cái bị sức quay đó là sấm nổ rồi, mà nay nó chết xỉu hết trơn, nhưng mà rồi Phật cứu sống lại mới đi chạy chạy giặc đó, nước nào nó cũng vô hết trơn, tất cả tổng cộng là nói là 10, nói chung là không có ít là 18 nước sống đâu là bỗng nổ gan, trẻ già bất tỉnh mê man xác hồn chết hết trơn, rồi Phật mới hoàn hồn cho sống lại, đang chạy ông Năm Chèo đó, chạy giặc ông Năm Chèo đó, ông Năm Chèo sau này ông hạ một cái là 900 mấy chục người, 1.000 người luôn đó. Ăn một hồi thầy thấy quá nhiều rồi, thầy mới thâu ổng lại, gọi là thâu cho được con long ác nghiệt là ông Năm Chèo đó. Thì khắp nơi mới biết mới yêu chúng sanh nên cầm quạt ba tiêu, quạt quả diệm nơi tâm cho tắt, thì đạo quả ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn chứa giữ trong tâm, Phật Tây Phương có lẽ ở xa tâm. Nhiều khi ngồi cũng tức nữa, mà mình đâu có phải làm gì mà quên nó không, không mà nó quên nó từ như vậy đó. Là tôi ở trên này cái gì tôi cũng có hiểu hết, mà bây giờ nó quên nhiều lắm. Nói đi, nhớ tới đâu đọc cái nói đi. Thì tôi đọc cho bài thơ là của thầy nè: chuyến đò chiều An Giang cập bến, đón đại căn về đến miền Tây, tôi dâng sắc lệnh của thầy, tôi nghe mẹ nói ở đây đón người, chuyến đò chiều cha cừ mẹ khóc, vì thấy con quên gốc người xưa, nên tôi nhận lệnh đón đưa. Đò chiều một chuyến nắng mưa dãi dầu, đất đồng láng ruộng sâu hiểm trở, sau này về đồng láng sông Bảo Giang rộng ở Phụng Chầu, đò chiều một chuyến ngồi câu như ngày Khương Thượng mái đầu bạc khơ, ai cũng muốn ước mơ thành đạt, ngọc ẩn trong biển cát ai tường, tu thì lại Phật dương hương mùi trầm bái tả, khắp vườn hoa thơm có ai biết mẫu gom linh tử, con thảo hiền hai chữ bủ kỳ, mẫu đó là Phật mẫu đó, Phật mẫu là lớn hơn hết trơn á. Rồi chiều một chuyến nên đi miền Tây cập bến, con thì xuống mau ở thành phố, có ao sen báo thất kỳ hương lai đáo thuận thời, rồi chiều chịu lệnh cha trời, rước người hữu phước lập đời thứ yêu, Ngọc Long Sơn rồi chiều chiến chót, di lặc tôn lượm mót con căng, thầy cô có dạy cô rằng Ngọc Châu linh tử xuống trần đừng mê. Cho nên là mình nhắc là những cái lời mà pháp của Phật đó, Phật nào tôi nhớ tôi nhắc cho cô bác được nghe đặng mà tu sửa đó, chứ nó cận dữ lắm rồi. Bây giờ chỉ có các pháp môn tu mà được còn sống là chỉ pháp môn tịnh độ đó, là pháp môn niệm Phật đó. Bởi cho nên thầy mới nói ai mà niệm Phật chí tâm cũng như có ngọc mà cầm trên tay, niệm Phật có Phật Như Lai độ mình, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, niệm Phật có Phật Tây Phương dắt về, niệm Phật có Phật vừa kề. Bây giờ mà nếu tu là làm cái gì có tiền mà cho ta làm phước cũng không bằng mình niệm Phật. Cái pháp môn đó là đứng đầu tiên đó, để mà cứu củ quyền ông bà thất tổ ông bà cha mẹ mình đó. Cho nên phải ráng cố gắng, anh em phải cố gắng niệm Phật, bởi cái đời này nó cùng rồi, nó kế một bên rồi, cái tới thì nó chưa tới nhưng mà cũng một năm nửa năm nữa nó tới rồi. Bởi vì Đức Thầy ông nói năm Mẹo tháng Mẹo chưa buồn đó, là năm Mẹo tháng Hợi mới tới tháng 10 mới có chuyện đó. Lị tuôn gầm về vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương rồng lộn ê hề thay thi đó, tới chừng cái năm rồng nữa là mới chết ê hề thay thi luôn, chết không có tới, không có tính được. Là chiến tranh các nước ngoài nó vô, nhất là Trung Quốc bây giờ nó đang suối thằng Miên đó, đang quánh mình đó. Bởi vì thầy ông nói mai sau nhiều cuộc đất cài đất là thổ đó, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập cho rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương bá tánh chín chiều ruột đau, nếu mà không tu là tới chừng đó mới thấy sợ là chuyện nó muộn rồi.
chừng từng tới chuyện bây giờ không niệm Phật, kêu niệm Phật rồi sang đàn sông rảnh chừng bắt hồn bắt diệt cũng đi đó. Đúng rồi. Biểu tu mà không ai chịu tu, hả? Tu lợi gì? Cái pháp môn mình tịnh độ là pháp môn đứng đầu tiên đó, Đức Thầy không có nói rõ ràng luôn đó. Là tôi thì bây giờ làm như muốn lẫn quên tới quên lui đó, là nói cho cô bác nghe để mà như lúc khúc nào tôi nhớ thì tôi nói để mà cho cô bác nghe rằng mà tu sửa. Ai mà sửa đặng vuông tròn long qua đến hội lầu son giữa khề là mình được ngồi có ghế ngồi là đàng hoàng đó. Sau này long qua đại hội nhà bàn là gì, nhà bàn là cái trường thi đó, 18 nước nó vô chỗ đó đó, vô rồi mà nó không có đánh được. Trời ơi, sao ó biến bay xe kia biến chạy, tại ai xe ngừng súng sao biến nổ không chừng. Chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ, chư ban là các nước, thập là 10, bát là 8, 18 nước vô đây muốn bao quánh ai, đem vũ khí tổ tần vô mình bắn không nổ, máy bay không phát quả, xe không chạy quánh ai rồi giật qua được. Cho nên nói trời ơi, sao ó biến bay đó, xe kia biến chạy, tại ai xe ngừng súng sao biến nổ không chừng. Chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ, chư ban là các nước, 18 nước đó, thập là 10, bát là 8 đó, 18 nước đứng lắc đầu chân không có xài được cái gì chứ, hỏi ta không quấn ai giật có ai rồi cấp đó rồi tới nó tới cái thời kỳ mà nó nhiễm đói nữa nè, chừng xa núi nổ này rồi sân băng thủy kiệt khùng thảm thương ba tánh quá chừng, nhìn xem trận nước Bắc lị đưng cảnh nào nào kể sao cho xiết, nước ngoài nó vô cỡ đó nó chết xuống mình nằm cũng là đóng luôn, không phải Việt Nam mình chết không đâu, nước ngoài nó chết dữ lắm, Việt Nam mình cũng còn sống số cũng hơi đỡ đỡ. Bởi vì bây giờ tôi nói đây là để cho khuyên cho cô bác, ông bà cô bác mà tu, anh chị em, con cháu nếu đứa nào nó biết thì có cái căn duyên thì tu để mà sửa lại đó. Gặp được cái những cái lời nói của tôi nói để mà ráng lo tu cho kịp cái đại hội hôm qua này, chứ để mà tới chuyện rồi là sấm nổ là không còn tu kịp nữa. Cũng như nước tới chôn nó nhảy thì đâu có kịp. Bây giờ chưa có gì thì mình niệm Phật mình cúng lại trước, ngày nào cũng cúng sáng cúng chiều, cúng sáng cúng chiều cúng vậy đó là mới có thể còn đó. Bởi vì thầy cũng nói ai mà tu tỉnh chuyên cần, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, tà vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao lý với miệng trần gian. Nếu mà tu được như vậy là nó quý cái bằng chưa từng thấy, không có cái gì quý bằng hết trơn. Tu mà được cứu cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ đó. Bởi tôi lâu lâu tôi mới có dịp đi lên đây một lần nói để cho cô bác về phát ra cho cô bác anh em đồng bào để mà gắng nghe mà tu, nhất là cái pháp môn tịnh độ là được đứng đầu tiên đó, thì cô bác cứ coi theo đó mà ráng niệm Phật đi. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, tài vàng ăn ở dưỡng bền, khỏi lo lao lý với miền trần gian, mình dán mình tu sao mình được cứu của quyền, cái đó là mấy cái đức lớn, mấy đức mấy cao đó. Dạ. Ai từ à, ông hai ơi, vậy thì có anh em mới hỏi con á là cái năm mẹo á là cái năm quý mẹo năm sau đó, năm 2023 đó là có sống yên bình không hai, thì xin ông hai hãy trả lời giùm con. Dạ, ta nói hồi nãy tôi nói rồi chú không nghe sao, tháng năm mẹo, tháng mẹo chưa buồn. Dạ. Tới tháng 10 đó, tháng hợi là tháng 10 đó mới lị tuôn dầm về. Cái lị tuôn là có cái gì đâu, là có chuyện tới rồi nữa, nó quá khứ rồi dân mới khóc đó. Dạ. Vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương đồng lộn ê hề thay thi tới năm đồng, nửa năm đồng đó, chung là nửa năm đó, là chuyện đó mới là hết, có ai hỏi ai nữa hết rồi, còn ai nữa đâu hỏi. Mèo kêu riết tới IB đó, tới Đinh Tị là sấm nổ thình lình, nhân dân sau chiến nước mình có vua thì tới sấm nổ rồi đâu còn tu gì nữa, đừng kịp nữa đâu tu gì nữa, bây giờ không tu mà tới chuyện đó tu cái gì. Đinh Tị sấm nổ thình lình, nhân dân sau xiến nước mình có vua là tới Tị rồi, là sấm nổ là 18 nước nó tràn vô nhà bàn đó, bởi gọi là Tam Châu Hữu Ngạn Lệ Nhân Xa đó, là Tam Châu là Châu Phú, xã Châu Phú, huyện Châu Phú, tỉnh Châu Đốc đó, là ba châu đó, Hữu Ngạn là bên tay trái mình nè, Tam Châu Hữu Ngạn Lệ Nhân Xa, thập bát chư ban động căn qua, 18 nước thập là 10 bát là 8, nó qua đó 18 nước. Nó quánh tràn vô đó, mà quánh con quánh ai được, ở đâu có cái gì đâu quánh. Thì vừa vô tới nhà bàn thì ở trên thâu ngũ hành ở trên phần mà Phật thâu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, có quánh ai được đâu. Cặp đôi tới nó còn chết đói, chết đói không có nước mà uống một miếng nữa. Cho nên thầy ổng thâu mà Phật thâu ngũ hành hết rồi, mới gọi là trời ơi sao ó biến bay đó, xe kia biến chạy tại ai xe ngừng súng sau biến nổ không chừng, chư ban thập bát gặp ngừng ngẩn ngơ, các nước đứng lắc đầu chứ.
rồi muốn về nước, muốn về xứ của nó, bệnh gì cũng được, xe không phát quả, tàu không chạy rồi về đâu, rồi không nước mà uống rồi làm sao nó cơm mà ăn, phải chết đói chết chết đùm chết đóng không. Bởi bây giờ không tu mà tới chừng đó tới chuyện rồi tu cái gì, nước tới tới chôn mới nhảy đi đâu, yeah. Nhảy xuống biển á. Bởi tôi nói tôi khuyên người ta nhưng mà nhiều cái tôi cũng hơi buồn hơi tức, yeah. Khuyên cô bác tu mà để cho cô bác tu mà người ta nhiều khi người ta không có tin mình nữa, yeah. Ta nói mình nói tào lao thất bổn này kia mình cũng thấy động lòng, nhưng mà tại vì ai có duyên thì nói chung không mình, thì mình nói mình nhưng đi. Mà cái chuyện tin không tin là kệ người ta, mình có bổn phận để mình giúp cho đời cho dân chúng cũng như cho cái người ta dốt nát mà không biết là tu được thì mình cũng được cái phước, dù ít hay nhiều mình cũng được hưởng. Cái đó là mà mình dạy cho người ta, nhắc nhở cho lời vàng tiếng ngọc của thầy tổ đó, chứ không phải là muốn nói cái gì nói khơi nói khang nói được. Bởi vì tôi coi trong giảng thi văn giáo lý của thầy là tôi thuộc hết trơn cuốn, mà từ ngày chết mũi ba với tới giờ đó nói thiệt với cô bác tôi quên muốn hơn nữa cuốn thi văn giáo lý của thầy đó, dạ. Bây giờ muốn nói chuyện thì nó quên tới quên luôn, mà cái này không phải mình muốn mà được, do nó cái thuốc nó độc đó. Tôi chích trận đó là thuốc Trung Quốc đó, trận đầu thì chích một viên thuốc Mỹ, chích trận sau tôi hỏi chứ tôi bữa nay chích thuốc gì cô, cổ nói thuốc Mỹ nữa hai ngày lần, một lần thứ ba tôi hỏi bữa nay thưa cô chích thuốc gì, cổ nói Trung Quốc, tôi nói chết nghỉ mẹ rồi, tới bây giờ tôi quên thi văn giáo lý mua hết luôn đó. Nói hoài nó không được, không có nhớ. Có chừng mà ai ngồi nhắc là cái vụ mà sĩ văn nó hay như thằng nãy nó ngồi nói tao nhớ hết trơn luôn đó, yeah. Mà không có ai nói thì không nhớ, cũng như là cái số mình sao đâu á, yeah. Chứ hồi đó ở đây ở trên mà là ở dưới trường núi Cấm này nè, thuyết pháp tao thuyết là 10 năm đó, ngày nào hãy có đồng đạo vô là cái 5,000, 6,000, mà trong đó có thiếu tá, thiếu tướng, đại quý, đại tướng này kia nữa, mà thiết cho người ta coi mà 5,000, 6,000 có chiến có 7,000, 8,000 người ta quá đông không có chỗ đứng luôn đó. Hai ơi, thì ông hai cho con hỏi một cái câu này ha, là trong giảng xưa đó có nói một câu là thấy không tiêu mà tiêu mới lạ, thấy không tới mà tới không hay đó hả, đố ai biết đặng ngày mai ngày nay nhưng lặng ngày mai thảm sầu là cái chuyện khổ nó tới đó, thà cái đó là đức thầy ông nói đó, thấy không tiêu mà tiêu mới lạ, thấy không tới mà tới không hay, đố ai biết đặng ngày mai ngày nay yên lặng ngày mai thắm sầu là bữa nay yên lặng với ngày mai nó tới, mà chuyện tới rồi tôi tu gì kịp nữa. Ví dụ như bình thường bây giờ nó còn xa dài 3 tháng mình còn niệm Phật nó nhiều được, còn bây giờ để tới nước tới chôn nhảy đâu, nhảy xuống biển là trôi luôn á. Bởi mình nói cho cô bác nghe, anh em chị em ai có cái duyên căn với thầy tổ thì ta nghe ta tu lặng còn sống thì mình cũng được cái phước. Mà với thầy mà hỏi chứ mình là người cũng cho chúng sanh như người khác ví dụ, nhưng mà mình có cái phước cái duyên thì được gần gũi, được gặp thầy cũng dạy dỗ cho, rồi mình nhắc nhở cũng như mình tiếp tay với thầy đó, dạy cho cô bác anh em ta nghe. Nhiều khi người ta không thích mà tới chừng tới thời kỳ người ta cái duyên ta tới rồi, ta nghe cái tiếng nói người ta quay đầu người ta tu cúng lại hoài luôn á. Bây giờ tới đây là tôi nói qua bên Ấn Độ sự tích cái cuốn giảng bên Ấn Độ ha, yeah. Từ từ nghe cũng như mình nhớ tới đâu mình nhắc tới đó, chứ nếu mà mỗi lần thì tôi không có quên cái gì hết trơn á. Giờ lớn tuổi nó quên gì, năm nay là cũng 70, Tết ngày 74 rồi, còn có mấy ngày nữa 74 rồi đó. Cái rừng sông bữa hổm mà nói chuyện với mày tháng về, cái thằng kia nó rừng sông nó nói, nó đọc tao lên, tao mới nhớ cái khúc đó tới bây giờ luôn đó. Nó bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ đó. Có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư trên chúa thẳng tôn ngai phò tá đức hoàng hậu Maya phong nhã sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi đến trước bệ tâu cùng thánh thượng, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia mới được vinh quang là bà hoàng hậu đó. Bà thang bà nói nhờ cái ân công đức của vua đó, là nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia mới được vinh quang, kể từ đài thiếp muốn an nhàn lẫn tâm trí lần xa khỏi trượt, chẳng phiền kẻ hầu sau nón nước chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu có một điều ở chốn lông râu, xin thánh thượng bao dung kẻ khó là kêu xin với vua cho dân đó, giúp cho dân đó, lòng yêu dân ví như con đỏ tội giảm tha đó, giúp cơm tiền cứu dân nghèo trong lúc lão điên, lấy đức rộng bủa trong bá tánh, vua hứa chịu giúp người đói lạnh. Bà lưu về cung điện nghỉ ngơi, đêm trăng thanh gió mát thảnh thơi, tiếng hòa thượng khắp nơi qua nở,
Đức Hoàng hậu trong lòng hớn hở dắt chim bao, bà thấy lạ lùng. Bạch Tượng từ ở chốn không trung bỗng xa xuống mình bà hối hả. Bạch Tượng là Đức Phật Tổ đó. Vừa tỉnh giấc nơi tiên mới lạ, khắp phòng quê thơm nước mùi hương là mùi thơm của Phật đó. Bà dảo chân bèn bước ra giường kiền cận vệ, thỉnh vua lai đáo của vua ý lời. Đến nơi qua thảo lại gần bà sao rất quái kỳ, tay chân bèn rung đẩy. Một khi tới vua Tịnh Thạng ổng rung dò dò rung gắn luôn đó, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tối. Tiếng thần tiên trên không ca trỗi rằng: ta mừng mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng là Đức Phật Tổ Thích Ca đó. Ông tu 92 kiếp rồi đó, sau người ấy lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Maya: có việc chi vội vã dời ta, khá tỏ lại đầu đuôi tường thất. Bà thực rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bàn giùm các thầy bàn được lệnh vào cung. Nghe xong xả tâu rằng: niềm quý ngài thấm thác đông qua hạ chí, bà chỗ sanh thái tử đẹp tươi, mặt trang nghiêm khí phách hơn người vua, cùng khắp thần dân mừng rỡ. Hộ Thích Ca từ nay cũng nở sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Cả triều chính chiêu qua ấy vẫn ẩm có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch thiền từ, lòng thảo ngay chẳng có dị tư, tánh thanh tịnh nhìn theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ hiểu thiên cơ, thấu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn Tiên, ông là người mà Bà La Môn Tiên A Tư Đà Tiên Hiền tên lão là gì, mấy vị coi tay đó. Thời bữa ấy vua người đạo bèn dầu chầu tâu trước bệ rồng, xin vua cho ông bước vào trong được ý kiến tử hoàng đương thể là lại coi tài tướng của là Đức Phật Tổ đó. Ông xem xong rồi bỗng liền rơi lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bao ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng: tử hoàng vừa được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, đi vô núi tu luôn đó. Tìm đạo lý rất nhiều, xin chúng ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc hoàng ngài quả Phật dạng tròn. Buồn gì tôi tuổi lớn sức ngòn, lộng than cái bụng phận ông đó, chẳng sống đặng mà nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thống thiết, nhờ ngài mà thoát lẻo luân hồi, không còn luân hồi nữa, không còn chết sống nữa đó. Lúc đó ông buồn gì ông không được nghe được, không nghe được được Phật đó. Vô phước nên tủ bấy phận tôi, chứ chẳng có điều chi lo ngại. Ông khuyên vua gì đó. Sao nữa không hay? Để mình không có muốn quên rồi. Nhớ tới đâu. Bây giờ cái mũi ba này nó ngặt mà tao tắt không gài. Bây giờ quên thì thôi, bây giờ quên thì có lần sát mình đọc thêm nữa hay không hay ha. Khoan ba để tao nhớ được coi. Chứ chẳng có điều chi lo ngại. Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy nhớ lại rồi. Đức đợi trần nên vội quy tiên, có bà gì thay thế mẹ hiền là hoàng hậu sanh cho thái tử đó, có 7 ngày chứ đi đó. Là mới dứt mà đợi trần rồi đó. Dứt nợ trần nên vội quy tiên, có bà gì thay thế mẹ hiền giùm săn sóc trăm năm thái tử. Là gia săn sóc trăm năm thái tử là nuôi đó. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chưa học mà thông, ổng không có học mà ổng thông. Bởi vì tu 91 kiếp rồi, kiếp đó nó 92 đó. Chủ buổi dưỡng trưởng thành, vua vẫn hằng mong cho thái tử đừng rời cung điện, là ông vua Tịnh Thạng ông sợ thái tử bỏ đó, bỏ đi đó. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng là ông đi tu rồi đó. Ông xin với vua mà vua không cho, ông cũng trốn đi nữa. Dạ, nói đi ông hai. Lòng thái tử quý theo ý muốn, thừa đêm phi lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng thân chẳng xá, xong pha bờ bụi. Năm đó ông lớn lên 19 tuổi đó. Sao bây giờ nó quên quá hả? Quên khúc đó thôi, giờ mình nói cái chuyện khác đi ông hai ha. Bây giờ ông hai ơi, lòng thái tử quý theo muốn phan này, tôi nhớ là tao tức quá tao không có quên mà giờ quên kỳ vậy. Thời đêm phi lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng thân chẳng xá, xông pha bờ bụi. Ngày thở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao khoen lao khổ thiết chi. Sau ngày đến dạch ni liên thiền ngó, cỏ qua cảnh bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đạo gần đắc Ma Dương theo thấy là lúc mà ông ngồi tham thiền 6 năm khổ hạnh ở trên núi Tam Đồ đó, là Ma Dương nó hiện ra công chúa Du Gia: chàng ơi em nhớ chàng quá, không có lòng ra ông biết rồi. Vì ông tu 92 kiếp rồi, Phật Tổ mà nói gì nói ông cũng dẫn ông đứng ông dùng thần thông, ông thổi ra một cái tiêu, mấy người đó tạc hết trơn, bây giờ tiêu biến mất hết trơn, không có dám lợi mà phá Phật nữa. Bởi bây giờ nói mà niệm Phật mà chỉ có Đức Phật Tổ mà dùng thần thông là ông đánh vào từ cái gì cũng không còn hết trơn.
cổ Phật Diên Đăng đã thọ ký trong là tôi chơi tu 92 kiếp mới chứng quả là Phật Tổ Thích Ca Như Lai đó. Thì bây giờ y gian luôn á, ở trên trần gian này chỉ có Đức Phật Thầy Tây An với Phật Tổ Thích Ca Như Lai là có hai vị đó, Phật đó là Phật Tổ đó là tu nhiều kiếp đó. 92 kiếp mà cổ Phật Diên Đăng đã thọ ký cho ông tu đắc đạo đó, phải tu đúng 92 kiếp mới được. Cái này là cũng cái nhân viên cũng như hồi đó đứng xong tao đi ngoài đường ngồi chơi với bàn rồi nè, đâu có biết cái gì đâu, có đâu bay lại cuốn tận thế hồi hôm qua bay lại vớt trên bàn á, là cái đó tao biết ở trên cho rồi, tao cũng làm tin, tao không nói, tao nói ai hỏi của ai, tao nói của tao đem lại, tao tưởng mấy ổng tưởng đâu thiệt, bây giờ không phải, tao thấy bay ở trên bay xuống cuốn đó bay vớt trên bàn á. Cuốn tận thế hồi hôm qua nó hay một cái diệu kỳ luôn, cái bà Tám bà mượn, bà nói thôi mượn cái 2-3 ngày bà trả lại, bà nói bây giờ lỡ mất rồi mà thế nay giảng mà mất cái gì, ai mà ăn cắp chứ phải vàng bạc thì sao mà ăn cắp, mà bà nói bà giấu rồi, bây giờ bà chết mấy năm nay bà tiêu hồn tiêu xác, bà cái đó là ác ôn á. Rồi mà coi cuốn tận thế hồi hôm qua đâu phải là dễ, mà ở trên mây bay xuống mà rớt ra chân tôi á, tôi chụp tôi thấy cái lạ kỳ mà tôi không dám cho ai biết hết trơn á, cũng như cái phần Phật cho mình đó, mà giống cục là bà lấy bà giấu luôn, rồi bây giờ mấy bài thơ của tôi bà cũng mượn về bà giấu luôn mất tiêu, giờ tôi không còn bài thơ nào chứ. Một lần một cuốn thơ của Nữ Hoa Bồ Tát đó, bài thơ đó là hay dữ lắm á, thơ mà nói hết cái sự tích của núi Cấm này nè, từ điện suối Thanh Long rồi điện Cây Quế rồi Dồ Đầu rồi điện 13 điện Ông Bướm này kia đó, là nói hết chân luôn cái này luôn nè, rồi ở trên Phật Di Lặc nữa. Mấy người để đi nói cái sự tích của Phật Di Lặc tôn trắng bạch một màu đó, tượng 30 mét sáu cao là nữ Hoa Bồ Tát cho tôi bài thơ đó, tượng 30 mét sáu cao bề ngang 24 nhìn vào khang trang có cội cây bầu đàn bằng đúc tàn xi măng nhưng giống cây rừng lư bồng nhang đốt trầm ưng dòng chầu hổ bụng thật từng mây xanh như nói lên lòng thành khách lữ dân hương đang đổi giữ ra lành người tu sẽ được lưỡng thanh người đau hết bệnh thiệt là tốt thai tầm chánh giác Như Lai nhiều hữu diệu hữu có nhân duyên hậu đủ chủ nhà chỗ thờ hòa hảo lập ra khang trang chấm chấm thác trầm hương diệu quyền. Cái bài thơ của bà Nữ Hoa này rất là quý nhưng mà thông minh luôn, mà nghe cũng như nói điện Cây Quế cũng có nói nữa tàn là núi Cấm này nói hết trơn luôn, giáp núi Cấm chỗ nào cũng có cái thơ hai hai. Ở trên cộng đồng mạng đó có người ta hỏi con gì không hai ta kêu con hỏi ông coi là ông có phải là người ở bên Campuchia không, chứ ông hai có hỏi cho con trả lời một câu hỏi này ha, là hỏi là khi nào mà miên nó gượt, có câu giảng nào chứng minh không, thì xin ông hai hãy trả lời giùm con ha. Cộng đồng mạng thì cái chuyện đó tôi biết rồi bây giờ, nhưng mà nói thì chú nói là tôi là người Việt Nam chứ tôi đâu phải người Campuchia. Tôi người Việt Nam mà tôi là hồi lúc mà tôi lên núi này thì ở trên có về cho tôi hay trước bà chú, thưa chú xứ núi Sam đó là con của Đức Ngọc Hoàng, bà về bà nói ông là tới Điên Hòa Thượng đó. Ông là Phật đó chứ không phải người phàm đâu, ông tu bên Ấn Độ, ông quy y với Đức Phật tổ mà Thích Ca đó, ông tu có một kiếp một là ông chứng quả là tới Điên Hòa Thượng đó, chứ đâu phải là người miên người gì đâu, tại vì nước da mình đen là ông biết sao không, rồi nó tôi đi cắt cỏ bò ngày nào cũng đi bằng giết con mà nắng rồi nó đen thăm kim luôn, rồi gọi là nó người miên, mà ai kêu tôi có gì người gì tôi cũng không có giận ai, nhưng cái tánh tôi kỳ vậy. Người thì nói người miên, rồi tôi nói là tôi người Chà, tôi gạo lại vậy đó, chứ tôi không có giận ai chân á. Dạ, ngày mai ha. Dạ, vậy rồi người ta hỏi cái câu mà Campuchia có khi nào mà gượt qua Việt Nam, thì khi nào gượt thì ông hai trả lời giùm con câu đó hay ông hai? Thì miên nó phải quánh mình nhiều trận, nhưng mà thầy cũng không có nói, mà chỉ trắng luôn nữa. Thầy cũng nói cho biết vậy thôi. Ông nói mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa đất là thổ đó. Lập cho rồi cái hội hôm qua chứ không có nói là ngày nào, năm nào, tháng nào hết chứ. Không có chỉ ngay. Cho nên mình nói cái đó là mình nói khí là lộ thiên cơ là mình tội. Ông nói mèo kêu quá tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lơ đá con dê khắp trăm trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị sáo sào canh kia gà gáy máu đào mới ngưng. Thì nói sao là mình đọc cái gian vậy chứ đâu có phải mà mình đặt điều mình nói được. Nói ra nước mắt rưng rưng điên biểu dân đừng làm dữ làm hung là Phật thầy dạy mình cho mình tu đó. Ở bên Ấn Độ thì Đức Phật Tổ Thích Ca bây giờ đang phò Đức Ngọc Đế trên thiên đình đó.
còn Đức Phật thầy thì ở dưới này dạy cho chúng sanh nè. Dạ. Yeah. Đức Phật thầy là đệ tử của Đức Phật Tổ Thích Ca đó, bởi vì ông xưng ông là điên đó. Thầy thì khùng, trò thì điên đó, khùng thầy khùng, trò lại quá điên, khùng điên mấy tháng từ điên ai ngờ. Yo, rồi thầy có nói là tất cả là các vị Phật là chỉ của mình Đức Phật Tổ là tu nhiều kiếp hơn ở trên nè. Ở dưới phần tôi có coi cái cuốn Tận Thái Hậu Long Ba đó mới biết. Dạ. 92 kiếp đó, Đức Phật Tổ mà tu đắc đạo là 92 kiếp, là khổ Phật Như Lăng thọ ký cho Đức Phật Tổ Thích Ca đó. 92 kiếp mới đắc đạo, cái kiếp mà ổng chuyển qua bên Ấn Độ đó là kiếp đó là kiếp 92 kiếp đó. Có ai mà tu được như vậy đâu, thành ra Đức Phật Tổ là không có ai sánh bằng Đức Phật Tổ Thích Ca, cho nên tu đó quá nhiều kiếp. Dạ. Ông Hai ơi, thì cái câu trong Sư Giải Bóng Phai có nói á, là Sửu Dần đã bệnh để còn đã binh, tháng 3 mùng 9 xuất binh, ngày rằm xuất tướng, hiển linh phép màu. Thì có phải là nói về tháng 3 mùng 9 xuất binh là nói về cái năm Mẹo không hay không hai? Hay là nói về cái năm nào khác? Cái đó thì Phật, ông Phật cũng nói cái năm nay nè, nói trong vòng năm nay là nói năm mèo này nè, chứ không phải mèo, mà nói con mèo năm 1945 không phải. Nói là nói cái con mèo cũng như hồi đó là chưa có phải cái năm mèo đó, thì người ta cũng vấn đáp nói là thầy nói vậy đó là không đúng. Thầy mới nói trời hạ năm dê, cũng như nói năm dê đó, mà chưa nữa rồi nữa năm dê, mà chưa một cái nữa là ba con giáp nữa, là ba con giáp nó 30+ năm nữa đó, con giáp là 12 năm. Thì ba con giáp thì nó 36 năm hay 38 năm gì đó. Chứ đâu phải nói con giờ con giáp mà năm 4 nó đầu năm 4 thì cái 45 thì cái con giáp đó là mới là lần đầu tiên thôi, chứ không phải con giáp đó mà lập hậu Long Qua. Lập hậu Long Qua là con giáp này mới đúng nè. Yeah. Thầy Đức Thầy cũng có nói là tới con giáp này là tới Nghê Chân rồi nè. Yeah. Nó cho nên cũng như mèo là mèo này nè, chứ không còn mèo nào nữa chứ. Trong vòng cái mèo này là có chuyện rồi nè. Nó tập trận ở trên miên á, là ba thằng Trung Quốc nó vô cái suối đó. Hồi đó nó đô hộ mình ngàn năm, nó không quen, bây giờ nó đâu có sợ, nó ỷ dân nó đông, vũ khí nó tối chân, nó ăn hiếp về Việt Nam nè. Trận này nó mới tiêu hồn tiêu xác, sau này nó dùng ngoài Bắc nó ở ngoài. Dồ vậy nè. Tôi coi, tôi viết bài thơ của Đức Thầy cho tôi giật mình hoài, tôi coi rồi tôi giật mình hoài. Nhưng mà nói cái bài thơ đó là không có người nào biết được, cũng như ở trên khiến cho tôi dục, cho tôi biết vậy đó. Cái chỗ mà Đức Thầy ông nói về nè, ông nói chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp, nghe cho kỹ nha, rồi suy nghĩ nha. Mỹ, Nhật, Nga có dịp cùng vô. Đâu rồi đâu, mấy chú suy nghĩ cái chỗ đó coi. Biết không? Ghê thấy không hay? Rồi thằng Nhật rồi đó bị thằng Pháp qua bển xin với Mỹ. Cái bơi nguyên tử nó than, nó thằng Nhật quánh nó này kia. Bởi vì nói con Nhật không hết, ăn hết nửa con gà đó. Nó Nhật ăn hết nửa con gà đó là nó như vậy đó. Ông nói chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp, cái này thiên cơ này tôi biết rồi. Mỹ, Nhật, Nga có dịp cùng vô. Tây Tàu qua tiếp là Tây với Tàu nó qua lần nữa, nó ăn quen nè. Hồi đó nó đô hộ mình 1000 năm nè, thằng Pháp qua đây thì đại Đức Thầy đi chỗ này chỗ kia đưa ít thiết cho thầy uống, nó nói thầy là bệnh thần kinh á. Rồi nó chị nó kiếm chuyện, nó ăn hiếp mà nó muốn giết cái người mà cái bằng tối thượng mà nó không có biết, mà nó tưởng đâu dễ ăn lắm, đưa ít thiết cho ông uống. Ông một lần cho uống hết 7 phần, còn 3 phần đưa cho vợ của bác sĩ đem về cho vợ ông uống, vợ ông đau 6 năm mà chưa có trị gì được. Ông gì ông đâu dám đưa vợ nó có xít mà đưa cái gì, mà ông là bác sĩ ông cầm cái chai xít ông biết mà tại sao mà Đức Thầy nói vậy. Nó ông đưa cho vợ ông uống là hết bệnh luôn, vợ ông đau 6 năm mà nói như chăng luôn, mà ông gì ông dám đưa, ông nói sợ đưa vợ ông chết bỏ ông đi, tình nghĩa vợ chồng tôi không đành giết bà vậy đó. Rồi cái vợ chắp tay ngồi bà niệm Phật, bà khóc, bà nói chết sống là do nó số mạng, ông ơi ông đưa đây tôi uống đi, có chết cũng được nữa. Cái bà đưa cho bà rồi bà quay lại bàn thờ, bà dạy giấy trình với Phật thầy tổ với cụ Quyền, bà trình rồi bà uống rồi bà ngồi hồi cái không ra hỏi bà có sao không, nghe trong mình sao, bà nói về trong mình tôi hết bệnh rồi. Bà đứng dậy bà đi cờ rồi bà nói cho con cháu này kia hay tôi khỏe thôi,
chú thấy những gì đó, cái phép của thầy thấy không? Biết hết trơn. Còn thằng này đây, ổng nói câu nói này mà tôi đúng thật thấm gài là mấy tháng rồi. Ông nói chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp, nó bị cái nghiệp, nó ăn hiếp Việt Nam. Nó qua trận này là bị Mỹ, Nhật, Nga quánh, ba quánh hai nước. Ồ, ghê quá ông hai ha. Chết không còn cái gì trơn, nó còn có vài, nó dụ như vài trăm người, nó ra miền Bắc ở ngoài, ở trên Đức Ngọc Hoàng, dưới mặt cái trên cho làm, cho đất bằng, cho nó làm ruộng này kia đó. Gọi là đất Bắc Kỳ sâu quá, ruộng sâu của Tàu mang đến, nói dân câu trật lợi ban Tàu không có gì nước, nước đâu gì ở bển sập thành biển hết trơn rồi. Ở bên Pháp cũng sập thành biển hết trơn, nước chỗ đâu ở. Vì nó ác với thầy nè, nó đài thầy, nó giết thầy nhiều cách lắm. Mà bây giờ nó mất cái nghiệp đó, nó mới trả đó. Nó vô Việt Nam, nó ở gần 100 năm luôn. Việt Nam đuổi nó về, nó quỳ nó lại Việt Nam, nó xin ở lại, nó mần mướn cho Việt Nam. Thì chú thấy bây giờ nó tới cái chuyện này là tới rồi, không còn gì nữa. Dạ, con Quốc Thành và cũng cùng anh em YouTube cũng cảm ơn hai đã trò chuyện những câu vàng ngọc đến tới bà con cô bác càng xa trong nước trời nước. Thì con cũng thay mặt cho bà con cô bác cảm ơn ông hai đã chia sẻ ông hai. Thì trước khi dứt lời thì ông hai có lời nào cảm ơn tới bà con cô bác không hai? Thì tôi cũng có lời khuyên chúc cô bác, anh em đồng đạo ở trong đây cứ việc ráng cố gắng tu hành để còn sống còn với cái đời lâm qua đại hậu này. Chứ nếu mà không tu đó thì không có còn là lần thứ hai nữa, bởi vì nó lâu lắm nó trở lại cái đại hậu lâm qua. Lập cái hậu lâm qua đại hậu này tới 10.000 năm lận. Mà cũng hạ môn này, hạ môn hạ mình bị hết 1.000 năm mà tạo đô hộ mình đó. Rồi nó thúi pháp qua nữa, đô hộ mình ăn hiếp mình đó là hết 50 năm nữa chứ. Cái tội nó biết.